Thì bây giờ mình sẽ mở một cái video mà mình muốn dịch qua nhé. Moai Han Empire has lived for 8 generations. The third degree of iron release of Vivo Vivergoon. Đây thì bây giờ mình sẽ ví dụ cho các bạn cách để mình dịch một cái video về dạng ẩm thực nấu ăn này từ tiếng Trung sang tiếng Việt, hoặc là chúng ta có thể dịch ngược sang tiếng Anh hoặc là tiếng Pháp. Thì cái hiệu quả mà kiếm tiền được từ những cái video về ẩm thực này cũng rất là tốt. Đó, thì đây là một cái ví dụ để chúng ta dịch một cái video bất kỳ nhá. Rồi, thì nếu mà bạn nào mà chúng ta mới bước chân vào kiếm tiền TikTok beta ấy, thì chúng ta có thể tham khảo cái kênh này của mình này. Thì trong đây mình có làm rất là nhiều video về kiếm tiền TikTok beta. Thì từ cái việc mà anh em bắt đầu bắt đầu chúng ta lập kênh này, cho đến khi mà chúng ta tạo chỉnh sửa một cái video bất kỳ đó, thì ở trong đây mình cũng chia sẻ rất là nhiều. Thì em thể vào đây anh em xem nhé. Rồi bây giờ quay trở lại vấn đề chính của video này. Thì mình sẽ sử dụng cái CapCut nhé, để mình sẽ dịch cái video tiếng Trung này sang tiếng Việt hoặc là tiếng Pháp hoặc là tiếng Anh. Đó, thì bây giờ mình sẽ tiến hành này. Đầu tiên ấy, thì chúng ta sẽ bấm một phần dự án mới này. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ kéo, chúng ta sẽ bấm vào nhập một cái video. Đó, chúng ta sẽ nhập cái video này vào này. Và tiếp theo mình sẽ bấm vào cái phần thêm vào đoạn. Rồi, thì để mà chỉnh sửa một cái video này dịch cái video này. Hiện tại bây giờ cái video này đang ở tiếng Trung đúng không? Thì bây giờ mình sẽ dùng cái phần mềm CapCut này nhá. Mình sẽ dịch cái tiếng Trung này. Thì để dịch thì chúng ta sẽ bấm vào phần văn bản này. Đó, tiếp theo mình sẽ bấm vào phần phụ đề tự động. Rồi thì ở đây sẽ có một cái lưu ý ở đây. Thì cái ngôn ngữ nguồn của nó thì hiện tại là tiếng Trung, thì mình sẽ để cho nó là tiếng Trung nhá. Đó, bây giờ tiếng Trung này. Và tới cái bước này thì mình sẽ dùng cái là ngôn ngữ dịch. Thì ở đây mình sẽ chọn là ngôn ngữ. Thì nếu mà bạn mà làm tiếng Việt này thì các bạn có thể chọn tiếng Việt này, hoặc là anh em có thể làm được chuyển qua những cái nước bất kỳ nhá. Đó, thì anh em có thể chọn tiếng Anh này, tiếng Pháp này đều được. Đó, thì bây giờ mình sẽ dịch thử tiếng Việt cho anh em nghe thử nhá. Và mình sẽ bấm vào tạo này. Nó thì ngay lập tức cái CapCut Pro này nó sẽ dịch cho mình tự động từ tiếng Trung qua tiếng Việt. Đó. Rồi thì sau khi chờ đợi một chút thì bây giờ nó đã dịch cho mình sang tiếng Việt này. Rồi bây giờ mình sẽ zoom ra to một chút nhé. Đó. Thì đây này. Đây mình sẽ xóa cái dòng này đi. Đó, thì nó dịch ra tiếng Việt cho mình này. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ chỉnh lại một chút nhá, cho cái chữ này nó có thể nổi bật lên một chút. Thì đầu tiên thì mình sẽ chỉnh cho nó cái phần phông chữ này. Đó, mình sẽ chọn một phông chữ bất kỳ này. Tiếp theo là mình sẽ chọn vào cái phần kiểu mặc định của nó. Thì bây giờ mình sẽ để vào đây. Đó, thì nó sẽ nổi bật hơn. Rồi, thì bây giờ mình sau khi mà mình chọn xong cái kiểu chữ và cái kiểu dáng của chữ rồi, bây giờ mình sẽ xem thử nhé. Đó, thì bây giờ mình đã dịch được từ tiếng Trung sang tiếng Việt rồi đúng không? Thì bây giờ thì để mà đọc được cái tiếng này ấy, thì chúng ta sẽ bôi đen vào đây. Đó, chúng ta bôi vào. Và chúng ta sẽ chuyển sang cái phần chuyển đổi văn bản thành giọng nói này. Đó. Thì nếu mà anh em nào mà chúng ta chưa có bản Pro ấy, thì anh em có thể liên hệ với mình. Thì bên mình có cung cấp một cái bản Pro cho anh em dùng nhé, với giá là rất là rẻ thôi. So với lại trên app anh em mua thì nó rất là đắt. Đó, chính vậy nên anh em có thể là liên hệ mình để anh em mua, sẽ giá nó sẽ tốt hơn nhé. Đó. Thì bây giờ mình sẽ trong cái bản Pro ấy, thì anh em có thể sử dụng hai cái ngôn ngữ này mà anh nghe thử nó rất là ok này. Đó, giọng nữ phổ thông này và giọng nguồn nhỏ ngọt ngào này. Bây giờ mình sẽ bấm thử cho anh em nghe này. Đó, thì bây giờ mình sẽ bấm vào phần nguồn nhỏ ngọt ngào, mình sẽ bấm bắt đầu này. Rồi tới bước này nó đã thành công rồi đấy. Thì tới những cái đoạn này anh em thấy cái chỗ nào mà nó cái âm thanh này của nó bị không ăn khớp với nhau thì em có thể sửa lại một chút nhé. Đó, thì sửa lại đi, bây giờ mình sẽ kéo này. Đó, mình kéo này. Kéo lên này. Làm sao để cho nó ăn khớp một chút là được. Đó.
Rồi bây giờ mình sẽ chỉnh sửa thêm một chút nữa vào đây nha. Rồi thì tới đây là ok rồi đấy. Và bây giờ mình sẽ xem nghe thử này. Thì mình sẽ để cái âm lượng của cái video gốc nhỏ hơn một chút nhé, thì mình nghe sẽ rõ hơn. Rồi bây giờ mình sẽ xem thử. Đó. Đó thì em nghe thấy cái âm âm thanh của cái phiên bản CapCut Pro nó sẽ nghe nó dễ chịu hơn đúng không? Đó. Thì bây giờ mình sẽ dịch sang tiếng từ tiếng Trung sang tiếng Anh nhá. Thì em nghe nó sẽ như thế nào nhá. Đó, thì đó là phần về dịch sang tiếng Việt. Thì bây giờ mình sẽ dịch từ tiếng Trung sang tiếng Anh để cho anh em nào mà chúng ta làm TikTok beta ấy, thì anh em có thể hướng tới thị trường nước ngoài. Đó. Thì bây giờ mình sẽ xóa cái bấm vào cái phần là xóa phụ đề hiện tại này. Và nhấn tạo lại. Đó. Thì quá trình mình tạo ấy, thì nó cũng rất là nhanh thôi. Đây là một cái video mà mình làm 3 phút thì cái tốc độ mà nó xử lý cũng khá là nhanh. Đó. Hiện tại bây giờ nó đang được 68-69% rồi. Rồi sau khi mà anh em bấm nó đã chuyển đổi xong rồi thì chúng ta sẽ kiểm tra lại một chút này. Đó. Thì bây giờ mình sẽ xóa cái phụ đề tiếng Trung này đi, mình không dùng nữa. Đó thì em thấy là đây là toàn phụ đề tiếng Anh này. Đó. Thì bây giờ cũng để chỉnh cái chữ này cho nó đẹp một chút thì bây giờ mình cũng sẽ chỉnh lại cái phần phông chữ nhá. Đó, phông chữ mình vẫn để đây. Và mình sẽ kéo xuống phần mặc định của chữ ấy, thì mình sẽ để là nền vàng chữ đen nhá. Đó. Ok. Rồi thì bây giờ mình sẽ xóa cái phần âm thanh này đi nhá. Âm thanh này bây giờ mình sẽ xóa hẳn đi này. Đây, mình sẽ xóa âm thanh này đi. Xóa này. Và bây giờ mình sẽ cho cái chuyển cái văn bản tiếng Anh này sang giọng tiếng Anh nhá. Thì mình sẽ bấm một phần là chuyển đổi văn bản đó. Thì anh em sẽ kéo lên trên đây này. Thì trong đây có rất là nhiều cái ngôn ngữ đó. Thì mình sẽ nên chọn những cái âm của Pro thì nghe nó sẽ ổn hơn. Đó. Thì bây giờ mình sẽ chọn vào một cái bất kỳ nhá. Đây, mình chọn ở đây, Beauty Vlogger đi. Rồi mình bấm vào bắt đầu đọc này. Đó, xong luôn. Thì bây giờ mình sẽ nghe thử xem nó ok chưa nhá. Rồi, nghe thử này. Đó, anh em nghe thấy đi. Ok không ạ? Đó thì sau khi mà chúng ta chuyển từ tiếng Trung sang tiếng Anh nó đã ok rồi. Thì bây giờ bước tiếp theo ấy, chúng ta sẽ điều chỉnh lại một chút để cho nó phù hợp với lại cái khung hình của bên TikTok nhá. Thì bây giờ mình trong cái phần là tỷ lệ này. Mình sẽ chọn vào cái tỷ lệ là 96 đó. Rồi, bây giờ tới bước này thì mình sẽ chỉnh lại cái khung hình này, khung hình của video cho nó thành dạng vuông nhá. Đó, bây giờ mình sẽ bấm vào phần tỷ lệ xé này. Và bây giờ mình sẽ thu lại này. Đó. Và cái phần chữ mình cũng sẽ thu lại. Bấm xác nhận này. Rồi. Còn cái phần phụ đề thì mình sẽ cho nó nhỏ một chút nhé. Rồi. Thì tới bước này thì mình sẽ kéo xuống này. Anh em chú ý một cơ bản nhé. Mình sẽ kéo xuống tận dưới cùng này. Trong cái phần nền này ấy, thì để mà cho nó đẹp hơn ấy, thì chúng ta có thể chọn là nền mờ ở dưới nhé. Đó, chúng ta có thể chọn vào đây này. Chọn nền và anh em chọn vào nền mờ. Đó, mình sẽ chọn vào nền mờ này. Thì đây nó có 4 tùy chọn nền ấy, thì nếu mà tùy thuộc vào cái sở thích của anh em thì anh em có thể chọn nhé. Đó, anh em có thể chọn nền mờ này. Thì cái video của mình nó sẽ trở nên chuyên nghiệp hơn. Đó, bây giờ mình sẽ nghe thử nhé. Đó thì đó là cái mà cách để mình làm. Hoặc là mình cũng có chỉnh được cái tỷ lệ là 1:1 thì cũng vẫn ok nhá. Đây mình sẽ chỉnh 1:1 này. Đó. Và cái nền này mình sẽ cho nhỏ lại một chút này. Và cái phần phụ đề của nó ấy thì bây giờ mình sẽ kéo xuống dưới nhá. Đây. Cái phần phụ đề mình kéo xuống dưới này. M
mà mình cho cái chữ to ra nhé. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ preview thử này. Đó thì bây giờ anh em nghe thấy ok không? Rồi bây giờ tới mục này ấy, thì để mà anh em làm trên nền tảng TikTok beta ấy, mà không bị ăn nhạc bản quyền, thì bây giờ tới bước này thì TikTok cũng có để cho mình một cái chế độ nữa. Đó, đó chế độ về phần bản quyền này. Sau khi mà mình đã tạo xong hết cái này rồi ấy, thì bây giờ mình sẽ bấm vào phần chạy quy trình kiểm tra bản quyền. Đó, bấm vào phần xem này. Thì bây giờ TikTok cái CapCut này nó sẽ check được cho mình là cái trong cái video của mình có những cái vi phạm gì không. Đó, nếu mà chúng ta vi phạm về mặt âm thanh thì cái TikTok này sẽ báo luôn. Đó, trong quá trình mà nó kiểm tra này thì nó sẽ hiện là đây, mình vừa kiểm tra thì nó báo là tuyệt quá, tác phẩm của bạn đã vượt qua các bước kiểm tra bản quyền âm thanh. Đó, thì tới bước này là âm thanh của mình nó sẽ không có vấn đề gì rồi, và chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm là chúng ta đăng lên TikTok nhé. Đó, ngoài ra thì chúng ta có thể kết hợp một chút là chúng ta có thể lật video này. Đó, để lật video thì mình cũng kích vào chọn video đó, sau đó mình sẽ bấm phản chiếu này. Đó, thì cái thì nó sẽ tránh được cái tình trạng trùng lặp đi nhá. Ngoài ra thì chắc là một cái video khác thì mình sẽ chia sẻ cho em một số cái quá trình để mình edit một cách chi tiết hơn về cái lỗi là trùng lặp nội dung. Đó, thì trong cái video này thì mình sẽ chỉ hướng dẫn cho anh em về cách dịch văn bản này sang một cái ngôn ngữ bất kỳ thôi. Đó, thì đó chia sẻ với các bạn về cái cách dịch một cái video từ tiếng Trung sang tiếng Anh, hoặc là từ tiếng Trung sang tiếng Việt, để làm tăng cái thời gian giữ chân người xem hơn. Đó, thì đó là tất cả những cái gì mà mình muốn nói trong video này. Và nếu như bạn thấy video này hay và ích thì đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ mình. Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi, và chúc các bạn có một ngày tuyệt vời. Xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.